Xin chào các bạn, hôm nay Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách đọc số thành chữ trên Excel. Giả sử ở đây tôi có bảng kê hàng hóa dịch vụ và trên bảng kê thì thể hiện các cái thông tin hàng hóa, số lượng đơn giá thành tiền. Để đọc được tổng tiền sau thuế này bằng chữ thì các bạn là phải gõ vào đây rất là mất thời gian. Do đó, ở sheet bên cạnh có công thức, các bạn chỉ cần điền số vào là được. Tổng tiền sau thuế thuộc cột F dòng 19 thì sang phần công thức này chúng ta chỉ đặt bằng và sang bảng kê. Các bạn đặt con chuột vào cột F dòng 19 sau đó nhấn Enter. Thì file công thức đọc số thành chữ này sẽ tự đọc ra cho các bạn kết quả là 763.063.200 đồng. Nếu như bạn nào mà không muốn đọc là link hoặc là lẻ thì các bạn có thể tự lựa chọn đơn vị. Bởi vì nhiều tỉnh, thành phố có cách đọc link hay lẻ là khác nhau thì chúng ta có thể tự lựa chọn sao cho nó linh hoạt là được. Sau đó sang bảng kê này, tại ô bằng chữ các bạn lại đặt công thức là bằng. Sang tab công thức chúng ta chọn đến ô B7, nhấn Enter. Lúc này thì chúng ta sẽ được thành tiền bằng chữ. File công thức này thì được thiết kế và đặt rất nhiều hàm rồi, nên các bạn không được xóa những cái hàm này đi. Nếu các bạn có tải file này xuống thì chúng ta giữ nguyên file công thức, còn những cái file trước này các bạn có thể tự thay đổi theo biểu mẫu của các bạn. Chúng ta chỉ cần điền đúng số tiền vào ô CDE này là chúng ta có thể đọc ra được thành tiền rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.